Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào bài thứ hai, báo cáo tài chính. Trước khi đi vào nội dung của bài học mới, tôi sẽ hệ thống lại cho các bạn một số những cái kiến thức từ bài học ngày hôm trước. Bài học ngày hôm trước cho chúng ta biết hạch toán kế toán là gì. Qua khái niệm này các bạn biết được hạch toán kế toán là một công việc ghi chép. Nó ghi chép cái gì? Ghi chép những giao dịch kinh tế tài chính. Ghi chép vào đâu? Ghi chép thông qua một hệ thống sổ sách và mục đích là để truy cứu thông tin khi cần thiết. Vậy thì ai là những người sử dụng thông tin hạch toán kế toán? Không chỉ có các chủ sở hữu và các nhà quản lý của doanh nghiệp, mà còn có các đối tượng khác cũng quan tâm tới thông tin hạch toán kế toán trong doanh nghiệp, như là chủ nợ, chính phủ, người lao động và có thể cả các đối tượng khác nữa.